Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Lại lấy clip giới thiệu cho các bạn một sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang điện thoại Intel 9210. Đấy, thì thông thường mình sẽ lên là dòng camera ngụy trang điện thoại Intel 9210, độ mắt camera ở chấm nhỏ ở đây này. Đấy, là một chấm nhỏ nha. Nhưng hôm nay mình nhận một đơn hàng, đó chính là độ dây dài. Đấy, thì mình cũng có làm cho khách luôn. Tiện đây mình cũng lên video để giới thiệu sản phẩm mới cho các bạn nhá. Đấy, dòng Intel 9210 độ dây dài này đang là một sản phẩm độc quyền tại cửa nhà mình này. Thứ nhất là với chất hình ảnh full 4K siêu sắc LED. Thứ hai là thu đầy đủ âm thanh to rõ ràng. Và cái thứ ba là có kết nối từ xa có 3-4G. Cái thứ tư các bạn có thể sử dụng nguồn điện chung là điện thoại. Thứ năm là có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài để các bạn có thể là lưu trữ bằng chứng. Thì cái dòng Intel 9210 này của nhà mình đang là một sản phẩm bán cực kỳ hot và cực kỳ chạy. Cũng như là các bạn có thể sử dụng để lưu trữ bằng chứng nhá. Đấy, dùng để giám sát nhà cửa, bảo quản tài sản cá nhân cực kỳ tốt. Đấy. Đó, ngoại hình thì nó không khác gì điện thoại cả. Các bạn vẫn có thể bật lên nghe gọi bình thường nhá. Bên trong chiếc điện thoại Intel 9210 này thì nó sẽ có hai SIM nhá. Đây, mình sẽ bóc ra này. Bên trong là của nó sẽ có hai cái SIM, hai SIM này, và sử dụng nguồn điện chung đó chính là quả pin Intel này của mình. Công tắc tắt bật của camera thì sẽ ở đây bên này này, cái nút nhỏ này bạn gạt lên cái là camera sẽ hoạt động nha. Nút reset là ở bên trong đây, ở bên sườn này nó sẽ là khay cắm thẻ nhớ nhá. Đó, thì đó sẽ là các cái phần bên trong cũng như là của camera lẫn điện thoại nhá. Mình thì mình sẽ mở ra để các bạn xem rõ hơn nha. Còn nếu mà các bạn sử dụng các bạn sẽ đậy vào. Rất ok. Đó, và mắt camera đây thì rất là nhỏ luôn, góc quay 150 độ nha. Đấy, ok. Đó. Rồi, các bạn mà có nhu cầu nhá, hoặc là đang quan tâm đến dòng Intel 9210 độ camera siêu nhỏ này thì lại trực tiếp cho mình qua số hotline 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ cũng là tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Nhà mình thì có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần một trong hai địa chỉ cửa hàng nhà mình có thể là qua trực tiếp để tham khảo và thử hàng trực tiếp tại cửa nhà mình nhá. Và xa thì mình có ship COD toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng các bạn đều được kiểm tra này, các bạn bóc hàng ra nhá. Các bạn thử hàng hoặc là test hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đấy. Ok. Đó, chiếc điện thoại Intel 9210 này của một anh khách là quay trường hợp giao thông, quay các trường hợp vi phạm giao thông ấy. Đấy các bạn. Thì anh đấy thì cứ rất là ngại quay gọi là quay ở chỗ đông người nên là đã sử dụng dòng camera siêu nhỏ này. Đấy, để có thể là kín đáo nhất để hỗ trợ công việc của anh ấy rất là tốt. Đó, thì anh đã đặt hàng nhá. Các bạn cũng lưu cho mình là khi mà các bạn đặt các đơn làm theo yêu cầu thì bắt buộc các bạn sẽ phải đặt cọc nhá. Anh khách thì rất là thoải mái thôi, cọc thoải mái, nhưng mà rất nhiều khách hàng vẫn lo nghĩ về vấn đề cọc. Hàng nhà mình thì không thiếu, nhưng với các hàng mà làm theo yêu cầu thì bắt buộc các bạn phải đặt cọc. Còn nếu mà các bạn mà đặt các mẫu phổ thông ấy, các mẫu mà đã được làm sẵn rồi ấy, thì sẽ không phải đặt cọc nhá. Các bạn cứ nhận hàng kiểm tra thoải mái mới thanh toán nhá. Đấy, thì mình sẽ nói rõ ở video này để tránh trường hợp là các bạn nhiều khách hàng nhà mình là cọc là sẽ bị sợ bị lừa. Còn nhà mình thì rất là nhiều hàng, nhà mình thì chả lừa lọc ai bao giờ. Đấy. Đó, thì đơn này của anh khách hàng đã cọc cho mình thì mình cũng đã xin khách hàng là lên video để giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng biết và cùng tham khảo. Ok, đó, bây giờ thì mình cũng sẽ vào hướng dẫn cho bạn về phần kết nối với điện thoại nhá. Phần kết nối điện thoại này thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên nhá, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình chiếc điện thoại smartphone. Điện thoại smartphone là điện thoại nào cũng được nhá. Android cũng được, iPhone, iOS cũng được nhá. Và các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng có tên là Lookcam nhá. Các bạn sử dụng iPhone thì vào App Store này. Còn nếu mà các bạn mà hệ chạy được Android thì vào cửa hàng Seven Play nhá. Đánh cho mình chữ Lookcam ra. Lookcam là LOKCAM nhá. Đánh tìm kiếm cho mình. Đấy, khi tìm kiếm nhá thì nó hiển thị ra một cái ứng dụng có biểu tượng màu xanh nước biển đây nhá. Các bạn sẽ tải về cho mình. Đấy. Hiện tại đây là mình đã tải về rồi. Đấy, nên mình không tải nữa nhá. Các bạn chưa tải thì nhớ tải về cho mình nhá. Tải về xong thì bạn sẽ thoát ra. Sau đó thì bạn mở camera lên. Mở camera thì bạn sẽ gạt nút ở này, gạt lên cái là camera sẽ hoạt động nhá. Khi camera hoạt động thì nó sẽ có một ánh sáng ở đây. Ánh sáng này thì khi bạn đậy lắp này vào này, nó sẽ mất đi nhá. Cũng như là nếu mà các bạn không muốn nó sáng ấy thì bạn có thể tắt nó đi. Đó, tắt thì bạn sẽ kết nối với điện thoại để tắt nó đi nhá. Ok, đó, thì phần đầu tiên mình đã xong, nó chính là giới thiệu về tên ứng dụng cũng như là công tắc tắt bật rồi. Tiếp theo thì phần kết nối này. Kết nối thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi. Khi vào phần cài đặt Wi-Fi nhá, nó hiển thị ra một mã Wi-Fi có chữ G, các bạn sẽ kết nối cho mình.
lưu ý cho mình nhá, đó chính là tín hiệu của camera phát ra, nó sẽ có chữ G, một vài số, vài chữ và không một khẩu nhá. Các bạn kết nối vào, kết nối xong là các bạn là mạng không có internet thì không sao cả nhá. Đấy, do đây là tín hiệu wifi của camera phát ra nên là sẽ không có internet. Kết nối xong thì bạn sẽ vào ứng dụng Lookcam này là dùng thôi. Đấy, khi truy cập bên trong nhá, nó có hiển thị chữ device online, chữ màu xanh này. Đấy, thì bạn sẽ ấn vào nó và ấn Can này là có thể là xem trực tiếp rồi. Đây, bạn thấy chưa? Hình ảnh con này rất nét luôn. Đấy. Đấy, và trong quá trình mà các bạn sử dụng nhá, đây thì mình sẽ quay ngang cho bạn xem rõ này. Mình sẽ quay ngang cái màn hình của điện thoại ra. Trong quá trình mà các bạn sử dụng mà hình ảnh nó có bị ngược như trên đấy nhá. Các bạn thấy chưa? Hiện tại bây giờ nó đang bị ngược hình ảnh nhá. Đấy, rất rõ ràng luôn. Thì các bạn có thể chỉnh hình ảnh bằng hai mũi tên lên và mũi tên sang đây. Mũi tên lên này nó chính là phần chỉnh về đúng chiều này. Đấy, về đúng chiều này. Các bạn thấy chưa? Chữ Intel 9510 là của nhà mình nhìn rất rõ luôn. Cái này hiện tại bây giờ là cái màn hình mình quay đang cách mình là 1.5 mét các bạn nhá. 1 mét, 1.5 mét các bạn nhá. Đấy. Đây, rất là nét luôn. Đấy, biển cáo mình đây, bạn thấy chưa? Nói chung là cái dòng sản phẩm của nhà mình thì nét khỏi bàn luôn. Đó, thì đây mới chỉ là hình ảnh HD thôi. Các bạn mà muốn cả hình ảnh cao hơn thì ở góc trên này cho ảnh 4K này. Đấy, nó sẽ cập nhật hình nét nhá. Đấy, siêu sắc nét luôn. Đấy, và các bạn cũng có thể là zoom nhá. Có thể zoom này, zoom to, zoom nhỏ để xem rõ nét hơn nhá. Camera của nhà mình thì nó sẽ có cả phần charge pin nhá. Các bạn có xem tình trạng pin ở trên điện thoại luôn này. Đấy, ngày giờ tháng 5 chi tiết đầy đủ các bạn nhá. Đây, ngày giờ tháng 5 đây các bạn nhá. Rõ chưa? Đấy, rất ok. Và tốc độ quay cái này khỏi bàn luôn, các bạn thấy không? Rất là mượt nhá. Đưa nó quay đấy, rất là mượt luôn. Siêu mượt luôn nhá. Không bị trễ, bị giật như là các dòng vớ vẩn đâu nhá. Camera nhà mình hàng cao cấp nên là sử dụng rất là tuyệt vời. Đó, mọi mục đích luôn. Cũng như là về phần đèn này nhá. Phần đèn này nếu mà các bạn muốn mà tắt nó đi ấy, đấy, thì ấn vào phần bóng đèn này. Bóng đèn ở bên trên ứng dụng này nhá. Đấy, nó sẽ tắt đi này. Khi tắt đi thì nó không mà sáng lại, kể cả nó bật lên, tắt đi bật lại nó cũng không sáng lại đâu. Đấy, trừ khi bạn ấn lại vào bóng đèn này thì nó mới bật lên này. Đấy, rất ok. Đó, thì đó sẽ là phần tắt bật đèn nhá. Và cái phần tắt bật đèn này cũng không quan trọng đâu, tại vì khi mà các bạn đậy lắp vào nhá thì nó sẽ không phát hiện ra. Đấy, nó không sáng ra ngoài hết nên là bạn có tắt hay bật thì cũng không quan trọng lắm. Ok, tiếp theo đến phần âm thanh nhá. Mình sẽ test đến phần âm thanh các bạn này. Muốn nghe được âm thanh thì vui lòng bật cho mình cái loa lên này. Còn muốn nghe thanh to rõ ràng thì tăng âm điện thoại lên là được. Đấy, mình sẽ tăng mức vừa phải thôi nhá. Đấy, test loa này. 0879 801 39. Đấy, thì đó sẽ là cái phần âm thanh các bạn nhá. Âm thanh rất là to luôn. Đấy, cái này thì khi mà nó thu lại đầy đủ cả âm thanh và cả hình ảnh nhá. Tiếp theo này. Tiếp theo đến phần kết nối từ xa. Đấy, phần kết nối từ xa thì đầu tiên các bạn sẽ lắp cho mình cái sim mạng và điện thoại nhá. Lắp sim mạng và điện thoại này. Đấy, và các bạn sẽ bật điện thoại lên nhá. Đây, thì mình sẽ bóc ra này. Bóc lại ra nhá. Đấy, bật điện thoại lên. Ok. Ở đây là phần kết nối từ xa nhá, các bạn lưu cho mình phần này. Đây, chọn tiếng Việt đi cho dễ nhớ. Rồi, hủy. Ok, đầu tiên các bạn sẽ ấn cho mình ở phần menu đây nhá. Các bạn bật điện thoại này lên này, bật phần menu này. Cho vào điểm phát sóng này. Đấy, điểm phát sóng đây nhá. Ấn vào đó này. Đấy, và bạn sẽ bật điểm phát sóng lên nhá, bật điểm phát sóng lên. Và cái mật khẩu tài khoản, mật khẩu wifi này các bạn có thể là thay đổi theo ý thích các bạn nhá. Cả tên điểm phát sóng này hay là mật khẩu điểm phát sóng là các bạn có thể cài đặt nhá. Ok, khi mà các bạn đã lắp sim và bật điểm phát sóng rồi, tiếp theo nhá, thì các bạn sẽ ấn cho mình vào phần bánh jack cài đặt ở trên điện thoại cảm ứng này. Bánh jack cài đặt này, chọn mục device setting, sau đó chọn mục wifi setting. Khi chọn mục wifi setting nhá, thì bạn sẽ đánh cho mình cái chữ, nó sẽ hiện ra cái wifi Intel 9510 này, các bạn có thể nhập mật khẩu vào và ấn ok là xong nhá. Đấy. Ok, thì đó sẽ là phần kết nối từ xa nhá, rất đơn giản rồi. Khi kết nối từ xa xong thì các bạn chắc không cần phải kết nối như là lúc mới đầu nữa. Đấy. Có nghĩa là khi mà kết nối xong nhá thì cái tín hiệu của chữ G này sẽ ẩn đi nhá, nó sẽ không còn phát nữa. Và các bạn chỉ cần vào ứng dụng là có thể xem là xem trực tiếp này, xem lại hay là mọi thứ là đều ở trên này hết nhá. Và tiếp nữa đến phần xem lại này. Đấy, cái phần xem lại là một phần rất quan trọng khi mà bạn muốn sử dụng để lưu trữ bằng chứng nhá. Đấy. Thì khi mà bạn muốn xem lại thì các bạn sẽ ấn cho mình vào phần cloud cháu đây ở dưới màn hình này. Nó sẽ quay này.
Ok, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào mình phần SD file đây. Khi ấn vào phần SD file nhá thì nó hiển thị cho các file đây nhá. Đấy, các bạn chỉ ấn vào là xem lại nhá. Đấy, rất đơn giản, cái phần xem lại cũng rất là đơn giản nhá. Đấy, lưu cho mình đó chính là phần đầu tiên là phần cloud SD này. Đấy, sau đó thì ở bên trên này phần SD file này để xem lại nhá. Đấy. Và trên đây cũng là phần giới thiệu sản phẩm cũng như là phần kết thúc video của mình. Đấy, các bạn mà đang có nhu cầu nhá hoặc là đang quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang vào điện thoại Intel 9210 phiên bản mới nhất tại cửa nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ và tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Nhà mình thì có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần một trong hai địa chỉ cửa hàng nhà mình có thể là qua trực tiếp để tham khảo và thử hàng trực tiếp tại cửa nhà mình. Và xa thì mình có ship COD toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng các bạn đều được kiểm tra này, các bạn bóc hàng ra nhá, test hàng, thử hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đấy. Còn gần thì qua trực tiếp thôi. Đó. Và các bạn cũng lưu cho mình là nhà mình đang có chương trình giảm giá tặng kèm cho bạn thẻ nhớ này, miễn phí ship cho bạn khi ở xa, chỉ cần các bạn là đăng ký kênh YouTube của mình thôi là sẽ được nhận những ưu đãi đặc biệt nhất tại cửa hàng nhà mình nhá. Đấy. Còn video của mình đấy thôi. Xin chào lại toàn thể các bạn.